Chào các bác nhé. Hôm nay em lại về một con đầu cối B77 B77 bốn trách rất đẹp này các bác nhé. Đây em vừa tháo rồi, rút gan. Con này zin từ cái dây cô loa, các bác nhìn này. Xin từ cái bánh tì, bánh tì còn rất mới các bác. Con này chạy 2 tốc độ 7/2 và 3/4. Mặt mũi không một vết xước nhỏ, lúm mút sáng choang. Em qua chậm cho các bác nhìn, đầu tư gần như chưa có biết chạy. Để gọn nó ngả xuống cho các bác quay cho các cái đầu tư. Rồi cái ốc gần như chưa có biết chạy. Cánh phải con này sản xuất tháng 12 năm 78 các bác nhé. Ít bụi, gần như chả phải lau chùi gì, chả phải lau chùi gì các bạn. Quay từ vỉ mạch cho bác xem. Rất mới các bạn nhé. Tình các bạn.
Con này vẫn đang để điện 240. Và tí về em sẽ chuyển lại 220. Đang nào có nhu cầu alo cho em. Số điện thoại em có cả A77, B77, A77 bản chữ vàng này các bạn nhé. Con này vừa mới về xong. Bác nào có nhu cầu sử dụng nghe tết, alo cho em trong số điện thoại Nguyên Khôi Audio 0982922168. Cảm ơn bác nhé.